Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một món hàng mình mua ở trên Lazada. Thì cái này nó sẽ là một cái bu lông xiết chích thương hiệu của Vivid ha. Thì trước khi anh em mua hàng thì mình kiểm tra thông tin đơn hàng của mình xem coi nó chính xác không nha. Ở đây thì mình mua của điện máy Thuận Thương rồi nè. Cái địa chỉ cụ thể rõ ràng ha. Bên đây sẽ là hotline của shop này ha. Thì cái máy này, cái giá gốc của nó là 2 triệu mấy đó. Mà hôm trước mình săn sale, mình áp tất cả voucher vô thì nó trừ còn có 1 triệu 3 ha anh em. Đó, thì những cái voucher giảm giá đó thì mình lấy cũng rất là dễ luôn. Anh em nào mà chưa biết cách lấy voucher giảm giá của Lazada đó thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây. Anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Khi nào mà có mua hàng mình áp mã vô để mua cho nó rẻ ha. Thì tiếp theo anh em cứ kiểm tra xung quanh coi cục hàng của mình nó có bị rơi rớt, hư hỏng hay là mất méo gì không nha. Trong quá trình anh em kiểm tra thì mình nhớ quay video lại giống như mình vậy này ha. Lỡ mà xui xui mình khui cục hàng ra mà cái con máy của mình nó có bị rơi rớt, hư hỏng hoặc là shop người ta gửi thiếu hoặc là sai sản phẩm cho mình đó, thì mình sẽ gửi video này lên Lazada, người ta sẽ bồi thường lại cho mình, có thể là người ta sẽ đổi cho mình một món hàng khác hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ khui cục hàng này ra ha. Ở bên ngoài thì người ta đóng gói cho mình bằng một cái thùng cạc tông nè. Ở đây thì anh em cứ khui từ từ ra nha. Mình khui mấy cái ghìa ở bên đây nè. Rồi, về bên trong đây thì nó sẽ là một con máy thương hiệu của Gigit nè ha. Ở đây thì người ta đóng gói cũng khá là kỹ, thêm một cái lớp bọc nữa nè ha. Và ở đây thì shop tặng kèm cho mình là hai cái đầu khẩu ha. Cái này nó là thương hiệu của Kintoni nè, cũng khá là xịn sò nha. Ở đây người ta ghi là 3814CRV nè ha. Thì cái đầu này nó là cái đầu chuyển từ cái bu lông 3/4 sang bu lông 1/2 ha. Và bên đây thì cũng là một cái đầu chuyển nè, thương hiệu cũng Kintoni ha. Bên đây cũng là 314808S nè, CRV nè ha. Đó, cái này nó chuyển từ đầu bu lông 3/4 sang cái đầu bắn vít ha. Cũng khá là xịn sò nha anh em. Wow. Rất là đẹp anh em. Máy này nó thuộc là cái dòng subcompact của Revit đó. Bởi vậy nó rất là nhỏ gọn. Khi mà mình thao tác mà ở những cái chỗ mà hẹp đó thì mình sử dụng rất là tiện lợi luôn ha. Thì tổng thể cái máy này nó sẽ có hai màu chủ đạo là màu cam nè và màu xám nè ha. Cái phần màu cam này thì nó sẽ là nhựa cứng nè, còn cái phần màu xám ở trên đây thì nó sẽ là cao su. Còn ngay cái chỗ mà lồng chụp này nè, với lại cái phía sau này thì nó sẽ được làm bằng nhôm ha. Cái này thì người ta sơn tĩnh điện nè, nhìn khá là đẹp luôn ha. Và ở giữa đây thì nó sẽ có cái thương hiệu của Revit. Ở bên đây nó sẽ là logo hướng dẫn và cảnh báo của máy nè ha. Rồi, thì nhiều anh em chưa biết đó, thì cái dòng máy Gigit này nè, nó là một cái thương hiệu của Đức và đang bán cho thị trường Mỹ ha. Và bên dưới đây thì chúng ta sẽ có là một cái tem thông số nè. Ở đây người ta ghi cái mã của nó là G87207 3/8 inch, tương đương với 10mm. Và nó sử dụng pin là 18V ha. Cái lực búa của nó sẽ là từ 0 cho tới 3800 lần trên phút. Và cái máy này nó sẽ có 3 cái tốc độ nè. Cái tốc độ 1 nó sẽ là từ 0 cho tới 800 vòng trên phút. Cái tốc độ 2 sẽ là từ 0 cho tới 2001 vòng trên phút. Và tốc độ 3 sẽ là từ 0 cho tới 2800 vòng trên phút ha. Bên đây nó có cái ký hiệu UL nè. Nhiều anh em chưa biết thì cái dòng máy Gigit này nè, nó là một cái hãng của Đức và nó sản xuất để nó nhập cho thị trường Mỹ nè ha. Thì cái máy này là mình mua là hàng xách tay Mỹ ha anh em, rất là chất lượng luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cục pin vô để test thử cho anh em tham khảo ha. Thì ở đây mình có sẵn là một cục pin thương hiệu của AEG nè. Cái hãng AEG và cái hãng Gigit này là nó chung với nhau, nhưng mà cái thương hiệu AEG thì nó sản xuất cho thị trường Úc, còn cái thương hiệu Gigit này thì nó sản xuất riêng cho thị trường Mỹ ha. Nhưng mà hai cái này mình có thể là xài chung pin với nhau luôn ha. Thì anh em nào mà ở nhà đang sử dụng mà những con máy AEG đó thì mình có thể mình mua Gigit về mình lắp vô mình xài cũng ok ha. Ở đây thì nó sẽ là cục pin là Go Lithium Ion 18V 2.0A này ha. Bây giờ thì mình sẽ lắp vô để cho anh em tham khảo luôn nha. Ok, ngon lành luôn ha. Thì khi mà anh em lắp vô đó, mình muốn lấy ra thì hai bên nó có hai cái máu nè. Anh em cứ bóp vô và mình lấy nó ra thôi ha. Wow, khá là nhẹ nhàng luôn ha. Và ở đây mình cứ lắp vô lại nè nha. Bên đây phía trước thì mình thấy nó sẽ có một cái chỗ báo pin này ha. Rồi, hiện tại là cục pin của mình đang đầy là 4 nấc. Thì bây giờ mình sẽ bóp cò, mình test thử cho anh em tham khảo nha. Wow, khá là mạnh ha anh em. Anh em nghe tiếng gió rất là lực luôn ha. Ở dưới đây nó sẽ là cái cò bóp nè. Cái cò này mình có thể là điều tốc được ha. Nè, giờ mình bóp chậm nè. Rồi, mình bóp nhanh từ từ ha. Wow, rất là mượt ha anh em. Và bên đây nó sẽ là cái núm đảo chiều nè. Qua trái, qua phải ha. Và ở dưới đây thì chúng ta sẽ có là 4 cái cấp độ nè. Cái này là cái nút để mình chỉnh ha, ghi là mod nè. Hiện tại bây giờ mình đang chỉnh là cấp độ A thì nó là auto ha. Cái này là nó tự động nó chỉnh lực cho mình. Rồi, còn ở đây nó sẽ là cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 nè. Thì cấp độ 1 thì nó sẽ là chậm nhất ha. Bây giờ mình test thử nha.
Rồi, tiếp theo mình sẽ bấm qua cấp độ 2. Rồi, và cuối cùng sẽ là cấp độ 3 ha. Wow, khá là mạnh ha anh em. Thì ở dưới đây mình nhìn thấy nó có một cái dòng chữ là LUT LED nè. Thì cái máy này nó sử dụng động cơ là không có chổi than ha anh em. Thì anh em nhìn ở trong đây nè, khi mà mình bóp cò đó nó sẽ không có tạo ra tia lửa điện ha. Đấy, thì bên trong đây anh em nhìn thấy là cái cánh quạt của nó nè. Thì cái cánh quạt này nó sẽ được làm bằng nhôm ha, giúp cho cái máy này nó tản nhiệt cực kỳ tốt ha anh em. Thì mình để ý hồi trước tới giờ đó là cái cánh quạt này thì từ cái hàng xịn cho tới hàng dởm người ta đều là bằng nhựa không à, mà cái máy này nó chơi luôn bằng nhôm nè, rất là chất lượng ha anh em. Và ở dưới đây thì chúng ta sẽ có là một cái đèn trợ sáng nè. Thì trong quá trình anh em làm việc ở điều kiện thiếu sáng hoặc là mình làm việc ban đêm đó thì nó hỗ trợ cho mình cũng khá là hiệu quả nha. Rồi, và ở phía sau đây thì mình sẽ có là một cái dòng chữ Subcompact nè. Thì cái này nó là cái dòng siêu gọn của cái hãng Gigit này ha. Thì cái dòng Sub này nè, mình thấy là nó có bắn vít nè, rồi nó có máy khoan rồi nữa, nhìn rất là gọn mà rất là đã ha anh em. Những anh em nào mà thích mà gọn nhỏ mà mình xài mà nó mạnh đó thì mình mua dòng này mình xài thì cực kỳ là sướng luôn ha. Ở trên đây thì nó sẽ có là một cái đầu khẩu nè. Thì cái đầu này là cái đầu đặt này. Thì cái kích thước của nó sẽ là 3/8 inch ha. Thì anh em nào mà có những cái bu lông 3/8 inch thì mình lắp vô đây mình xài là rất là ok luôn ha. Thì mình có coi ở trên hãng đó thì cái lực của con máy này nó đạt tới 300 Newton/mét ha. Thì cái lực của nó là hàng chính hãng, bởi vậy cái thông số của nó là thật 100% ha, chứ không có ảo như là mấy máy Trung Quốc ha anh em. Thì ở nhà nếu mà anh em có đầu mà 1/2 nhiều đó thì ở đây shop có tặng kèm cho mình là cái đầu chuyển nè, là từ 3/8 nè sang 1/2 inch ha. Thì cái đầu này là cái hãng của Kintony nè, cái hãng này của Đài Loan, xài rất là chất lượng luôn ha. Mà mình coi ở trên mạng đó hình như là cái cục này cũng cả 100,000 nữa nè. Rồi, thì anh em cứ lắp vô đây và mình sử dụng cái đầu 1/2 thoải mái luôn ha. Anh em nhìn thấy nè, cái đầu này nó xịn, bởi vậy nó rất là khích luôn ha. Thì nếu mà anh em không muốn bắn bù lông đó, anh em có thể là mình gắn thêm cái đầu này nè để mình chuyển là từ bù lông sang cái bắn vít ha. Thì cái này mình có thể là mình gỡ ra nè và mình lắp cái đầu bắn vít vô ha. Đó, thì nó sẽ trở thành cái máy bắn vít ha anh em. Wow, khá là đa năng luôn ha. Ở đây thì mình có cái con vít nè, mình lắp thử cho anh em coi nha. Nhét cái này vô đây nè, nè cứng ngắc luôn ha, nó rất là cứng luôn, không sợ bị gơi gớt luôn ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đo kích thước của con máy để cho anh em dễ hình dung ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái thước kẹp đi cho nó chính xác ha anh em. Cái này thì mình chỉnh cho nó về Jago nè. Bây giờ thì mình sẽ đo cái chiều dài của nó đi, xem là bao nhiêu ha. Cái chiều dài này nếu mà anh em không có tính cái đầu khẩu đó thì nó tầm cỡ 92mm ha. Còn nếu mà anh em mà tính luôn cái đầu khẩu đó thì nó sẽ là 110mm, tức là 11cm ha. Wow, rất là gọn luôn ha. Còn về cái chiều cao của nó thì mình đo từ ở trên đầu đi cho tới cái đuôi này luôn thì nó tầm cỡ 19.5cm ha. Sẵn ở đây mình có cái cân nè, thì mình sẽ cân xem trọng lượng của nó là bao nhiêu ha. Thì trước tiên mình cân cái thân máy đi thì nó sẽ là 949g ha. Còn nếu anh em lắp cục pin 2A này vô thì tổng cộng của nó sẽ là 1,4 kg. Wow, rất là ok luôn ha. Thôi thì đầu tiên mình sẽ test thử chức năng bắn bù lông của cái máy này xem như thế nào nha. Ở đây thì mình có là cái đầu chụp đây CGV-19 nè ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở thử con ốc bánh trước của xe mình coi như thế nào ha. Tại ở nhà mình đó là có cái con ốc này là nó bự nhất à. Nói chung chắc nó không có làm khó được cái máy này đâu. Vài bữa mình có mấy con ốc bự đó thì mình sẽ lấy ra mình test tiếp ha anh em. Thì ở đây mình đã lắp cái đầu chuyển này rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái đầu tiếp này vô luôn. Ok. Wow. Quá đơn giản ha anh em, rất là nhanh luôn ha. Để mình siết lại cho anh em coi nha. Thì khi mà siết đó thì mình đừng có xỏ vô rồi mình siết liền nha. Mình phải gỡ cái ốc này ra nè, mình dặn nó lại rồi mình mới siết ha. Nhiều khi mà mình siết giống như kiểu mới nãy đó, mình không có cho cái này nè vô đúng găng thì mình siết vô thì nó sẽ rất là hại găng nha. Thì anh em cứ xỏ nó vô vậy nè rồi mình cứ bắn nó lại nha. Bây giờ mình sẽ đổi chiều ha. Okay, ngon lành. Tiếp theo mình sẽ test thử chức năng bắn vít gỗ của nó coi như thế nào luôn ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là cái đầu chuyển vít nè ha. Anh em cứ lắp cái này vô. Rồi sau đó thì mình sẽ lắp luôn cái đầu vít vô ha. Wow. Rất là mạnh hả anh em. Thì bây giờ mình sẽ lên đô đi ha. Ở đây là mình có mấy con vít là dài 1 tấc nè. Bây giờ thì mình sẽ bắn vô cái gỗ này coi như thế nào luôn ha. Rồi, và ở đây thì mình sẽ sử dụng là cái đầu bắn ton của Đài Loan ha. Mình cũng lắp vô đây nè. Wow. Rất là lực ha anh em. Rồi, tiếp tục luôn nha.
Quá lực ha anh em, ngon lành luôn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắn nó ra ha. Cái này thì anh em cầm cẩn thận nha, nó rất là nóng luôn ha. Ok, ngon lành luôn ha. Rồi, giờ ở đây thì mình có một số cái vít bắn to nè. Bây giờ để mình bắn thử coi nó có ok không nha. Quá ngon anh em. Rất là ok luôn ha. Rồi, và cuối cùng sẽ là chức năng khoan gạch của nó anh em. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là cái gạch đặc ha. Gạch này nó là gạch thẻ anh em. Thì mình sẽ test là cái mũi khoan đa năng này nè. Cái mũi này nó sẽ có bốn cạnh ha. Bây giờ thì mình sẽ lắp vô và mình test nha anh em. Thì mình sẽ test là cái phương nằm ngang này nè, cho nó giống với thực tế mà khi anh em khoan tường luôn ha. Wow. Rất là ok anh em, ngon lành. Thôi thì qua bài test mình thấy là con máy này cầm xài rất là sướng luôn ha. Mặc dù nó có chút xíu à, nhưng mà nó cực kỳ là mạnh anh em. Nói chung hàng chính hãng mà, mình xài nó sẽ rất là khác biệt với hàng Trung Quốc ha. Thì anh em nào có nhu cầu mà mua sản phẩm này nè, thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ấn như nút đăng ký bên đây, gần nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Chúc em một ngày vui vẻ nha.